các bạn. Chào các bạn buổi sáng nha. Buổi sáng rất là đạm bạc. Mình với Hiếu, Hiếu ăn phở, mình ăn mì. Tại sao? Tại vì bữa giờ ăn sáng ở dưới khách sạn ngán quá rồi các bạn ha. Bây giờ mình đây mượn cái tô lên mình làm một cái ly mì hảo hảo ha, với một cái cà phê. Bỏ sẵn viên nén trong này rồi các bạn ha. Cái máy out in này ha. Các bạn ở Mai Nguyên cực kỳ tiện lợi các bạn nha. Rất nhiều bạn đã mua. Rất nhiều bạn đã mua thành công cái máy này rồi. Nếu mà chế nước sôi vô thì các bạn chế chút xíu nước sôi vô và các bạn bấm nó chiết xuất liền ha. Đây cái ly giấy Mai Nguyên mời các bạn nha. Đây. Bấm nè, hai cái nè. 1 2. Những giọt cà phê thơm phức pha ra liền. Đó, chiết xuất ra liền. Rất là nhanh. Và cái viên pin này các bạn có thể pha 200 ly nếu các bạn pha bằng nước nóng. Còn nếu bạn chế nước suối mà nên chai nước suối lạnh á thì mình pha được 4 ly hoặc là 5 ly thôi. Hơn 4 ly và dưới 5 ly. Này. Rất là nhanh ha, nó chiết xuất. Thẳng ra luôn bằng nước sôi luôn. Đó. Đây là ly cà phê với một cái lớp prema dày đặc rất là đẹp ở trên ha. Đây, mời các bạn cà phê sáng. Hiếu một ly, mình một ly. Mới vừa pha xong nè. Đó, đã không? Rồi, mì nè các bạn. Đây. Ra đây, ngồi. Mới hôm qua dựng xong cái vlog rồi. Đây, hành lý anh mang. Đây. Túi hành lý là máy tính mới ở trong này nè. Đó. Xong cái là mình xỏ giày vô là mình đi thôi. Đơn giản ha, là ha, uống một miếng nước lọc, một ly cà phê tinh khiết đen và một cái gói mì. Các bạn thấy combo sáng của mình đạm bạc không? Quá đạm bạc luôn ha. Đây là một đội huấn luyện, huấn luyện cũng nhiều hơn. Trong quá trình huấn luyện, đừng đụng vào xe buýt, nghe không? Không được đụng xe buýt. Nếu bạn muốn đụng xe buýt thì có thể, nhưng đừng đụng xe buýt, nghe không? Rất nguy hiểm. Được. Các bạn có thể sang bên cạnh một chút. Bạn nói với họ một chút về màu xanh. Ở đây bây giờ sáng nay họ biết được mình là có một cái đội xe dài thế này, thì họ đến đây nhắc nhở. Và cái bản đồ sơ đồ như thế này, bây giờ mình đang ở cái chỗ vị trí đang ở đây, Bạc Giang đây nhá. Vị trí này. Sau đó tiếp theo ấy, mình cứ đi cái đoạn đường cao tốc ấy, sẽ là có 7 cây số với cả 14 cây số là xuống dốc. Xuống dốc cái đoạn này rất là nguy hiểm. Cảnh báo đi. Rất nguy hiểm. Họ đến đây cảnh báo. Ok. Nhắc nhở. Ok. Chào mọi người. I love you. Quá bây giờ. Thì anh em hôm qua có đi qua nhìn thấy là rất nhiều xe tải. Đây chưa cho tốc luôn anh. Xe tải họ xuống dốc ấy, họ hay xả nước. Một buổi sáng các bạn, buổi sáng của anh em. Cảnh sát giao thông họ tới họ phát mấy cái tờ rơi nhắc nhở mọi người. Này anh em chuẩn bị lên giáp các bạn. Một buổi sáng ngay ở Mặt Giang. Cái khu này nguy hiểm cho nên là anh sẽ họ in sẵn mấy tờ bướm luôn. Đó, tờ bướm tờ rơi để họ phát luôn. Thôi anh cất đi.
đoàn du lịch là gửi công văn đây là nắm hết mà. Đây, ngày nào tới đâu rồi nó có nhiệm vụ nó lo. Báo nhé. Đâu rồi vậy, nó đâu đi? Nó về rồi, dẫn đâu dẫn. Hello các bạn, đây là một buổi sáng sớm các bạn ơi. 8 giờ rưỡi ha. 8 giờ rưỡi. 8 rưỡi thì ở Mặt Giang các bạn, thành phố nhỏ Mặt Giang. Đây là cũng những ngày là những ngày gần cuối tour rồi ha. Gần cuối tour rồi. Mẹ mình vẫn dùng cái bản đồ Apple Map ha, Apple Map. Đây thành phố Mặt Giang. Từ đây thì hôm nay anh em chạy về Mảnh Lạp các bạn ha. Thì từ Mặt Giang này đi về Mảnh Lạp gần 400 cây các bạn. Đây, thành phố cũng nhỏ nhỏ thôi, trên đường đi thôi chứ cũng không có gì ấn tượng và tên tuổi nữa ha. Chờ khách du lịch hết. Đây. Tối nay anh em ngủ một đêm ở Mảnh Lạp nữa. Rồi bắt đầu ngày mai là xuyên qua Lào và về cửa khẩu Bo Tên. Và chính thức vào Điện Biên Phủ. Về thành phố Điện Biên Phủ, sau đó thì chạy về Hà Nội và kết thúc hành trình đặc biệt Tây Tạng. Thì cái bản đồ nhắc lại các bạn nào có đi du lịch thì cái bản đồ Apple Map ở bên này xài rất là ngon, nó đọc tiếng Việt luôn ha. Nếu các bạn để cái ngôn ngữ tiếng Việt trong cái iPhone của mình đó ha, thì bản đồ nó có sẵn trong iPhone, các bạn không cần phải tải. Các bạn chỉ cần update những cái firmware mới nhất lên là nó ngon nhất thôi ha. Trạm thu phí các bạn. Giao thông Trung Quốc là ở những vùng không phải là trung tâm nhưng vẫn đỉnh lắm các bạn ha. Đường nó làm cầu vượt cầu đồi trong phố đẹp lắm. AH3. Mình quốc lộ 1 ở đây AH3 đó. Mình AH1 ở đây AH3. Phương Hyundai có mặt trên từng cây số. Những ngày gần cuối thì không có gì đặc biệt các bạn ha, cảnh sắc cũng như là cái sự khí thế, cái sự lạ lẫm, cái sự háo hức đó đã qua rồi. Và những cái ngày cuối thì càng gần về phía Lào, gần về phía Việt Nam thì cái cảnh đó, mọi thứ ở đây nó đều bình thường, nó cũng giống như một cái vùng nào đó Việt Nam mình thôi, nó không có wow nữa, không có tuyết, không có xe xăm, không có giống như mình đang chạy về một cái cung trời vô định nào đó hết rồi các bạn ha. Cho nên mình cũng không có nhiều cảm xúc để mình quay nữa ha. Quay sơ sơ để tường trình, để gọi là kể lại bằng hình ảnh cho các bạn thấy cái chặng đường anh em đã đi qua thôi. Ngày mai thì từ Bo Tên, từ Mảnh Lạp ha, về cửa khẩu Bo Tên và về Điện Phủ thì mình sẽ quay kỹ hơn về cái thủ tục xuất cảnh nhập cảnh ở những cái cửa khẩu này, về những cái thủ tục xuất cảnh nhập cảnh ở những cái cửa khẩu này cho các bạn xem ha. Đó thì sáng nay đoàn chuẩn bị xuất phát thì có một cái xe cảnh sát giao thông mà chạy vào cái sảnh khách sạn luôn, xong ở khách sạn luôn, và họ hướng dẫn họ biết cái đoàn mình là đoàn tour caravan du lịch. Và ở cái khu vực này thì
sẽ có những cái tuyến đường, những cái khúc và nó sẽ xấu, nó sẽ không được an toàn, và bao nhiêu cây đó thì dốc khó đi, rồi xe tải nó hay đổ nước rồi này nọ ha. Thì họ tới họ cảnh báo và đưa những cái brochure, những cái tờ bướm cho mình để mình biết mà mình tránh đi, rất là hay ha. Đây là cảnh sát giao thông ở Trung Quốc. Thì mình nghĩ tất cả những cái lịch trình của đoàn đi qua thì nhà tour cũng đã lên lộ trình rất là chi tiết, ngày giờ nào tới thành phố nào, đang ở khách sạn nào, ở đâu mọi thứ ha. Cho nên là cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông ở địa bàn họ nắm hết và họ sẽ có những cái hướng dẫn, những cái cảnh báo cho đoàn. Đoàn du lịch gồm 20 chiếc cũng khá là lớn, có thể là một trong những đoàn lần đầu tiên đến với những cái khu vực đã đi qua, cho nên họ tới hỗ trợ các bạn ha, rất là hay. Đây là một cái mà mình thấy rất hay, mà không biết Việt Nam mình đã triển khai những cái kiểu hỗ trợ này chưa ha. Đây là những cái lời cũng đáng khen ngợi cho đất nước bạn ha, đất nước Trung Hoa này. Như vậy thì du lịch nó sẽ phát triển các bạn ha. Tất cả đều nhẹ nhàng, dễ thương. Thì đoàn chạy gần 30 ngày rồi vẫn chưa thấy cảnh sát nào phạt hết. Mặc dù chắc chắn một điều các bạn, mọi người trong đoàn đều có vượt tốc độ hết ha. Mình không thể không nói là ai cũng chạy đúng tốc độ của mình. Tốc độ 120 thì có lúc chạy 130, 140 tùy. Hoặc là ra quốc lộ 1, à, quốc lộ cũng vậy ha. Chắc chắn sẽ có vượt tốc trong cái khoảnh khắc nào đó, không thể nào mà cái lúc nào cũng chạy dưới được các bạn. Xe hơi ở đây họ cũng chạy 130, 140, nhưng mà vẫn không thấy một bóng dáng cảnh sát giao thông nào chặn đường hết đó. Đó là trả lời cho các bạn một số các bạn thắc mắc, đặt cái câu hỏi trên cái comment của mình ha. Như mặt đường các bạn đang thấy đây quá đẹp các bạn ha. Quá đẹp, ngon lành. Thì cũng hy vọng một ngày nào đó thì Bộ Giao thông Vận tải ở Việt Nam sẽ có những quyết định, những cái đề xuất cho xe mô tô phân khối lớn vào cao tốc, mà mình sẽ quy định cái xe bao nhiêu phân khối được vào đó. Trong cái cà vẹt nó có thể hiện rồi, trên cái app nó có thể hiện rồi, thì mà ép cái cà vẹt vào thì ai đủ điều kiện thì họ biết và họ vào cao tốc họ chạy thôi, không ảnh hưởng gì tới xe hơi hết các bạn. Chiếc mô tô rất là nhỏ và đường nó rộng như thế này thì họ chạy vuốt 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 rồi không có ảnh hưởng gì cả ha. Đâu phải lúc nào cũng chạy nghẹt đường nghẹt xá đâu mà lo, lâu lâu mới có một chiếc đi. Thì nghĩ hy vọng là trong tương lai gần ha, Việt Nam sẽ cởi mở từ từ. Chứ hiện tại những cái nước lân quanh khu vực mình đều đã cho mô tô vào cao tốc hết rồi, như là Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc, những nước mình đi qua. Còn ở Mỹ, ở châu Âu thì quá thoải mái rồi các bạn. Chạy mô tô là một cái niềm đam mê, cái yêu thích. Còn bên Mỹ, Harley là một cái văn hóa luôn của cái người chơi mô tô ở đất nước của họ rồi. Cho nên nó không có gì xa lạ, không gì căng thẳng đâu các bạn ha. Mình có quá nặng nề, quá là thành kiến hay là có những cái suy nghĩ không mà có hay về mô tô. Dĩ nhiên là có những cái con sâu làm rầu nồi canh, hoặc là lâu lâu sẽ có những cái phạm luật. Đó là những cái bình thường mà ai chơi thì phải chịu trách nhiệm đó. Tất cả đều lớn rồi, đều trưởng thành rồi thì tất cả đều phải chịu trách nhiệm trước cái thú chơi của mình ha, trước cái quyết định của mình.
ánh sáng cuối đường hầm. Wow, trời mù các bạn ơi, sương mù không hả? Ui trời, hiện tại nó qua lại, trời sương mù không à, chạy sướng lắm các bạn ha. Tại sao sướng? Thứ nhất là đường nó đẹp thoáng, không có ai hết, các bạn thấy không, không có xe hơi rồi hết, có mình chạy à. Cái thứ hai là nó cho mình một cảm giác siêu an toàn các bạn ha, không có những cái phương tiện băng qua băng lại ha, không có phương tiện băng qua băng lại đó, băng dọc băng ngang ba gác xích lô, người đi bộ là xe công nông hay là chó mèo các kiểu không có các bạn à, cho nên các bạn chạy với một cái tâm thế cực kỳ thoải mái và thư giãn luôn nè, đang qua cái hầm. Cho nên bữa giờ chạy cả chục ngàn cây rồi vẫn cực kỳ thoải mái các bạn ha, không có một cái gì gọi là căng thẳng hết, và cái đầu mình rất là nhẹ, nhẹ hơn rất 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 nhiều so với các bạn đi ở Việt Nam. Đi Việt Nam các bạn lo đủ thứ hết, quốc lộ 1 cũng mệt mỏi rồi, nói chung là nhiều thứ lắm các bạn, không thể nào mà đi nổi với một hành trình dài như vậy ở Việt Nam được, rủi ro rất là lớn. Ở đây là khác biệt, cho nên nếu có điều kiện mà các bạn đang có mô tô, nếu có điều kiện thì có một cái tour nào đó đi Trung Quốc thì các bạn nên đi thử ha, không nhất thiết về Tây Tạng, có thể là những thành phố ở Trung Quốc thì mình sẽ thử. Rất thoải mái và rất sướng luôn. Hầm nhiều lắm, mình không thể nào quay hết. Cứ gặp núi là họ đào hầm, mà gặp cái vật đó thì họ sẽ chống những cái trụ tích ở dưới vực thẳm á, họ chống lên để họ làm cầu à. Rồi cứ gặp núi là họ khoan hầm. Giao thông họ kinh khủng các bạn, họ làm đã từ lâu lắm rồi ha. Đi một chuyến này về là mình rất là mở mang cái nhìn nhận à, bỏ qua tất cả yếu tố chính trị các bạn nha, bỏ qua hết yếu tố chính trị đi, mình nói về cái sự phát triển của đất nước Trung Quốc thì họ đi xa lắm rồi. Đúng là đất nước có nền kinh tế số 2 thế giới các bạn, ngấp nghé số 1 thứ 2 đang cạnh tranh với Mỹ ha. Đường xá như vậy thì mình biết là giao thông và cái sự thuận lợi trong cái giao thương của họ đó. Như đây là những cái cầu mình đang chạy trên cao nè, họ chống những cái trụ tích ở dưới vực thẳm, họ chống lên để họ làm những cái cầu đường. Tất cả đều có làn khẩn cấp, và hầu hết chứ không phải tất cả nữa, là tốc độ đều 120 hết. Anh em tới một cái điểm ăn trưa các bạn, ở trong một cái thành phố gần cái cao tốc, không biết thành phố tên gì nữa. Mời anh Đăng ơi. Dạ. Một buổi trưa ở khu vực này là khu vực nào không biết, gần giống như Lào à. Gần Gép Lào. Giáp Lào rồi. Vừa Lào vừa Thái. Như Lào Thái này. Trời, bé Nẩu. Mời bé Nẩu điểm danh từ cái món này nè. Nhộng không? Dạ. Anh Đăng. Nhộng không anh? Nhộng đây không? Là món nhộng chiên. Nhộng chiên. Đây là rau salad. Rồi tiếp tục. Đây là rau khổ qua. Phải không? Khổ qua. Phải mà. Khổ qua luộc mà nó đắng. Rau dớn. À, rau dớn gì đó. Còn đây là giống như bánh đúc ở Việt Nam. Đây là tôm rim nè. Tôm là tôm sông nè. Đây là xôi. Xôi này rất là đẹp. Xôi đây. Thơm. Đất đỏ. Xôi chè thơm. Xôi thơm. Đây là nước tương đậu phộng. Đây là trứng chiên. Đây là rau dớn. Đây là cái bánh này giống như bánh phồng tôm đã chấm với nước đậu phộng này. Rồi, còn có bánh nậm nữa nè. Còn đây là bánh nậm. Bỏ đâu, bánh nậm mình ăn nè. Bánh gì? À,
ai biết. Trời ơi, không có biết ở đây. Nó lục lọc. Đây là ba gà. Gà. Nhiều món dữ à. Dạ. Đây là món đồ gà bắp chua. Đây là xương xương nướng. Nhiều dữ vậy. Xương nướng. Còn đây là nó giống như khô bò, thịt khô bò người ta tơi ra, người ta làm nộm. Chẳng phải bắp chuối hả? Dạ. Còn đây là bắp canh. Bắp canh rau dớn. Và đây là cái tô bún Thái đặc sản của Thái. Chưa ăn nên không biết nhưng nó là tô bún Thái nè. Rồi, mời các bạn cùng đón. Quá kinh khủng luôn. Quá nhiều thức ăn. Món không là điểm danh xỉu luôn. Rồi đây Hoàng ơi. Tesla nè, đó, Trung Quốc chạy Tesla. Anh em mới ăn trưa xong các bạn. Mới ăn trưa xong ở một cái nhà hàng nó cũng hơi kiểu như phong cách Lào. Và đây nó cũng gần biên giới với Lào các bạn. Đó. Khu này thì cũng gần biên giới Lào rồi. Còn 148 cây nữa thì anh em sẽ về tới Mảnh Lạp. Mảnh Lạp là cửa khẩu giữa Lào và Trung Quốc. 148 cây nữa. Em tiếp tục đi cao tốc các bạn và Mảnh Lạp mà còn 140 cây nữa là tới biên giới giữa Lào và Trung Quốc, đó là Mảnh Lạp. Tối nay anh em ngủ đó một đêm rồi ngày mai sẽ thẳng tiến về Lào và thẳng tiến về Điện Biên Phủ. Đây là cao tốc các bạn ở bên Trung Quốc ha. Hai làn xe và một làn khẩn cấp. Đây qua một cái hầm. Hầm này cũng ngắn à. Qua một cái núi thấp thấp ở đây thôi. Dài một cây tám ha, băng qua một cái núi lớn ở đây nè, dài một cây tám, gần 2 cây số hầm này. Trung Quốc hầm nhiều lắm các bạn theo dõi từ đầu tới giờ, Trung Quốc rất là nhiều hầm, cái động núi là họ khoan hầm, mà động cái vực sâu thì họ làm những cái cột ở dưới, tích ở dưới vực sâu họ chống lên họ làm đường, rất nhiều hầm ha. À, nhiều hầm nó dài quá mình không có quay rồi mình cắt hầm nhiều kinh khủng các bạn. Đi xong cái tour này về mình thấy chưa trình độ của Trung Quốc họ khoan hầm rất là dễ, giống như là cứ thấy núi là họ khoan, thấy núi họ khoan, cảm giác như rất là đơn giản đối với họ. Đây ánh sáng cuối đường hầm. Every moment tonight they lend me to you. Every single time you look at me I lose it too.
things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day, mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time. Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you've gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? Now I'm lonely and it kills me. Can you hear me, babe? I'm lonely. I know you. Đây các bạn ơi, những km còn lại trên đất nước Trung Quốc gần tới Mảnh Lạp rồi. Còn khoảng 70 cây nữa tới Mảnh Lạp, biên giới gần với Lào. Anh em đang chạy trên cao tốc ở Trung Quốc các bạn. Thì như mọi nhận xét của anh em trong quá trình đi thì phải nói là cái chuyến đi này anh em đánh giá rất rất là cao và ngạc nhiên trước sự phát triển của giao thông ở Trung Quốc các bạn. Những cái vùng như xe như ở đây thì cao tốc họ cũng có từ lâu đời rồi ha. Đường cũng cũ lắm rồi nhưng mà rất rất là ngon các bạn ha. Đi qua rừng, qua núi, qua cây, qua suối, bắc cầu và khoan núi ha. Giao thông họ cực tốt. Và anh em chạy phải nói là cực kỳ sung sướng để có được cái sự phát huy tối đa của sức mạnh của chiếc GS này các bạn ha. Nhích một cái là lên 160, nhích cái lên 150 liền. Rất mạnh, xe rất mạnh, nhưng là đường thì quá ngon các bạn thấy ha. Đó, đây chỗ này là vực sâu họ làm như làm cầu vậy đó, rồi bắt đầu xuyên qua rừng, xuyên qua núi. Tuyệt vời các bạn nha. Đi nhiều, đi xa và đi lên những cái vùng khắc nghiệt, những cái vùng núi xa xăm thì mới thấy cái giao thông của họ phải nói là đáng nể các bạn, đáng nể. Chứ còn vào trung tâm Thượng Hải, vào những cái thành phố lớn giữa chỗ này qua chỗ kia ở Bắc Kinh rồi này kia thì chắc chắn là đường ngon rồi, chắc chắn là đường tốt hơn đây và rộng hơn đây rất là nhiều rồi. Đó các bạn thấy ha. Đẹp cực kỳ luôn. Đây là những vùng ven gần biên giới rồi các bạn ha, còn có 70 cây nữa là tới Mảnh Lạp rồi. Nhưng mà đường vẫn như vậy nè, thênh thang luôn và cực kỳ thoải mái, chạy không có ai luôn các bạn ha. An toàn tuyệt vời luôn. Và nói đây là một cái điều chưa đi anh em chưa có rành, chưa có rõ ha. Nhưng mà khi đi còn kết thúc cái tour này thì ai cũng đều cùng một cái nhận xét à, giao thông Trung Quốc quá đỉnh so với những nước lân cận ở khu vực à, đúng là Trung Quốc là một anh cả luôn. Các bạn thấy không, đụng núi cái là họ khoan hầm, đụng núi là họ khoan hầm, mà đụng vực sâu là họ chống cọc ở dưới đông chống lên à.
giác như họ khoan một cái hầm qua núi nó dễ dàng lắm rồi các bạn ha. Thấy hầm quá trời hầm luôn, cảm giác họ làm đường không có khó khăn gì kiểu vậy. Các bạn thấy những cái đường ở đây nè, đi qua một cái cánh rừng xanh bạt ngàn ha. Đó, đẹp không, quá trời đẹp luôn ha, rất đáng nể các bạn về lĩnh vực cầu đường giao thông ở Trung Quốc. Đang chạy xuyên qua cái rừng cây cực kỳ mát luôn. Bên kia các bạn thấy băng qua cái vực, cái đường băng qua cái vực. Đây họ đang sửa đường. Bài bản lắm các bạn ha. Đường xá là cái mạch máu ha, cái lưu thông. Nhìn cái giao thông mình sẽ biết được cái đất nước phát triển như thế nào ha. Lưu thông mà. Đã lắm. Chạy cái cảm giác an toàn và nó nhẹ cái đầu lắm các bạn ha. Đúng nghĩa là được chạy xe. Nếu có dịp mình sẽ quay lại, mình sẽ tiếp tục du lịch Trung Quốc. Có thể là đi hướng khác, không đi Tây Tạng, nhưng mà sẽ du lịch Trung Quốc. Và Trung Quốc còn rộng lắm các bạn ha. Còn rất rất nhiều những cái cung khác để mình chạy ha. Nhưng với cái giao thông, với cái cảnh đẹp ở đây thì chắc chắn là mình sẽ quay lại trong tương lai. Được chạy xe, được ngắm cảnh đẹp và cái đầu mình nó nhẹ, nó không có căng thẳng với những cái phương tiện khác ở trên cái đường mình đi. Đây là cái hầm, tiếp tục. Tôi thấy cái núi là họ khoan cái hầm, thấy cái núi là họ khoan cái hầm. Tùy những cái núi lớn hay núi nhỏ thì họ khoan hầm dài hầm ngắn các bạn. Đó, rồi bắt đầu tới một cái vực sâu là họ làm cầu sâu cỡ nào họ cũng làm được, chống những cái trụ tích ở dưới sâu chống lên, kinh khủng rồi. Và nó nhiều mà tới nước lộ mà 3.000 luôn ha, bên kia đường các bạn thấy không đó. Mà lây luôn. Thì các bạn còn tăng tốc thì nhích một phát à, 130, 140, 150 liền ha. Tiếp tục một cái hầm nữa các bạn, dài 3 cây số ha. Hôm qua một cái núi lớn ha, dài 3.000 mét. Hầm dài 3 cây số các bạn ha, kéo trong hầm đó. Giao thông mê ly luôn. Hầm liên tục các bạn ha. Nãy giờ qua có 6-7 cái hầm mà mình không có quay. Mà nói mình chưa đi cái chưa từng đi một cái đất nước nào mà hầm nó nhiều như là đất nước Trung Quốc ha. Hầm nhiều và dài như Trung Quốc các bạn. Hello các bạn, gần tới khách sạn rồi các bạn, còn 3.7 km nữa thôi ha. Tới khách sạn rồi. Thì phải nói mình nể phục Trung Quốc ở cái đường cao tốc các bạn ha. Từ nãy giờ xuyên bao nhiêu rừng, bao nhiêu cái đồi núi và hàng chục cái hầm ha.
không có một bóng người chạy luôn đường, tại vì nó gần với biên giới Lào mà. Nhưng mà vẫn làm một cái đường cao tốc và nó cực xịn các bạn ha. Chạy cực kỳ mượt mà, và tất cả những cái vị trí gắn camera giám sát tốc độ họ có làm hết kỹ lưỡng. Đoạn này hết nhà ở đó các bạn, thấy vắng vẻ ha, rừng núi ha, thì nó giáp với Lào rồi. Đây là cái trạm thu phí nè, ETC. Nói là anh em kéo pha pha luôn, chạy đá, chạy về mới cảm giác được cái sức mạnh của chiếc BMW GS này, bốc lắm. Mấy bữa chạy ở trên núi thì nó thiếu oxy nên là kéo nó không có bốc, bây giờ quá trời bốc luôn. Từ sáng giờ anh em chạy được 425 cây rồi. Và tối hôm nay ngủ một cái khách sạn, chuẩn bị tới đây là một khách sạn ở sát biên giới giữa Trung Quốc và Lào các bạn, gần với cửa khẩu Mãnh Lạp mà. Sáng mai sẽ là một ngày rất là quan trọng khi anh em xuất cảnh từ Trung Quốc rồi nhập cảnh Lào, rồi xuất cảnh Lào và nhập cảnh Việt Nam. Sáng ăn sáng ở Trung Quốc, trưa ăn trưa ở Lào và tối ăn tối ở Điện Biên Phủ Việt Nam. Ở đây là cái khu vực gần biên giới các bạn. Đường vắng tanh, ít người đi lắm, nhưng mà làm đường cực ngon. Mình vẫn dùng cái Apple Map ha, tức là cái bản đồ gốc của Apple trên cái iPhone á. Mình đang dùng cái iPhone 15 Pro Max nè. Thì bữa trước đi, trước khi Việt Nam có hàng cho nên mình nhờ mua tạm cái 15 Pro Max 256 ha. Đợt này về mình sẽ đổi qua cái 1TB phiên bản Việt Nam, mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Bây giờ mình đi hơn 1 tháng, rồi là bây giờ mình đi 1 tháng trời ngay cái thời điểm bán iPhone luôn. Nhưng mà năm nay có vẻ thiếu hàng các bạn ha, thiếu hàng iPhone 15 Pro Max, đặc biệt là cái dung lượng 256 đó. Anh em ghé đây chờ đợi một chút. Trời, anh em về gần tới khách sạn các bạn, còn đúng 1 km nữa là tới. Đoàn mà mô tô chạy trước, còn 3 chiếc xe hậu cần đi sau. Thời tiết thì mấy ngày nay xuống dưới này rồi thì thời tiết bắt đầu nóng lên các bạn, giống ở Việt Nam mình thôi. Hiện tại ở đây đang là 30 độ C. Các bạn, bây giờ là 4 giờ 20 phút chiều. Đang ở khu vực gần Lào. Quan sát mình thấy cái kiến trúc á, nhà cửa của nó thì có vẻ nó cũng có những cái dấu ấn của Lào, như cái mái nè, mái nhà, mái ngói. Rồi, anh em tới khách sạn, kết thúc một ngày chạy 230 cây các bạn, 230 km. Khách sạn anh em ở Mãnh Lạp này các bạn. Đó. Khách sạn sát biên giới với Lào.
Đây là dàn xe. Dàn xe anh em đậu ở đây. Đó. Rồi tối anh em ăn tối nhà hàng này luôn. Ngay sát bên khách sạn luôn.